sao em không mang áo mưa đi à? Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cực Bắc TV. Trở lại với anh em Huy Béo nhé. Lúc này thì hôm nay thì em quay trở lại nhà em Pó để giúp em ấy đi xuống lấy một gốc cây mục ở rừng nhà em đấy nhé mọi người nhé. Thì cái gốc cây gỗ mục này ấy, thì hôm trước thì là em có một người anh đang làm nội thất, trang trí quán cà phê ấy, thì anh có nhờ đi tìm. Thì em có liên hệ với em Pó để tạo điều kiện cho em đấy tìm và kiếm thêm thu nhập nha mọi người nhé. Thì hôm nay vào đây thì em có mang theo cưa, bởi vì hôm trước Pó gọi điện báo là em tìm được hai gốc cây to rồi, thì cũng chụp ảnh gửi cho mình xem, thì mình cũng xem qua thì và định giá là cũng cho bên anh mà thi công nội thất ấy, anh ấy xem thì anh ấy bảo là hai gốc cây đấy anh ấy trả cho số tiền là 1 triệu. Thì Pó gọi điện ra cho mình. Hôm nay mình quay vào thì hỏi qua Pó, Pó nói là Pó không có cưa, thì hôm nay mình và Huy Béo mang cưa vào cho em Pó nhá. Đường xuống nhà chỗ này thành cái rãnh hơi trơn ấy. Ngày hôm nay trời mưa, ra thì mình muốn để hôm nào trời nắng ấy thì vào xong cùng Pó đi xuống rừng lấy nó dễ hơn, bởi vì là cái rừng ở khu Má Xí này thì là hầu như là đồi đất đỏ ấy mà, nên là nó rất là trơn. Muốn tạo điều kiện là để hôm nào trời nắng thì lấy, nhưng mà cái bên anh mua gỗ ấy thì anh ấy đang cần gấp, nên là bắt buộc ngày hôm nay dù trời mưa thì mình với lại Pó mấy anh em vẫn phải đi xuống lấy. Thì hôm nay vào đây thì kết hợp em mua cho thằng Xính đây một bộ thuốc băng, bông băng và thuốc sát trùng để cho nó rửa vết thương. Vì hôm trước vào thấy nó quấn thuốc lào với lại không biết là dùng cái rẻ hay cái gì nó quấn đấy. Đâu rồi Pó ơi? Đây đây đây. Ừ. À, thằng Xính nó ở nhà không nhỉ? Không biết có ở nhà. Ông đi đâu rồi? Ông về đi đâu rồi? À. Ừ. Này ăn cơm nước chưa? Dạ. Đây, cái này này anh mua thêm cho mua này. Cái này thì là anh mua cho mày nhá, để nhớ làm việc các thứ bị cắt tay cắt chân đấy. Dạ. Nó bị nó có bị xước tay xước chân thì lấy cái nước này rửa nhá. Dạ. Đây này đấy, cái thuốc sát trùng này rửa xong rồi lấy cái này lau qua nhá. Dạ. Xong lấy cái băng vào. Dạ. Để Béo cầm anh cái túi này. Cất đi, cất treo lên chỗ nào ấy, khi nào đi làm việc mà bị cắt tay cắt chân thì lấy nó rửa nhá. Dạ. Ừ, không này, mọi người nhìn nhá, nếu mà không có thuốc sát trùng ấy này thì cần xước tay xước chân này. Ở ngay cửa nhà nước này rồi là đất cát các thứ. Không là cái phân lợn, phân bò này hay rất dễ bị uốn ván đấy. Xính ở nhà không nhở? Ừ. Có, để anh xuống xem mà. Mang cái bông băng này xuống cho nó. Trớn đấy nhở? Ừ. Em xuống gọi nó mà. Xính thì là anh trai của Pó. Còn Pó còn một chị gái nhỉ? Dạ, một chị gái. À. Ừ, chân như nào rồi? Chân tạm á? Đâu anh xem nào. Ôi giời, đây, đây. Cái này, cái nước này. Mọi người nhìn nhá. Thì này, cái vết thương của Xính ấy nó rất là nguy hiểm luôn. Bởi vì nó ở ngay gót chân mà. Đây em nhìn này. Ở phía trước này là đây đây, cái chuồng bò đây. Trời mưa phân trâu phân bò chảy xuống hết đây, mà đây là cái cửa ra vào của nhà em đấy. Nhớ mà cái vết thương nó mà dính phải cái phân trâu phân bò thì nó sẽ rất hay bị, rất dễ bị nhiễm trùng luôn. Ừ. Đâu anh xem nào.
mua thuốc à? Hôm rồi đây mùi bôi cái gì đây này? Mọi người nhìn nào, đây vết thương của em này, bị cái rìu nó bổ vào chân, có chảy máu. Không, bây giờ nó đỡ đỡ không chảy máu nhưng mà kiểu là trường nó mưa cái này nó à. Này, anh mua cho cái một lọ thuốc rửa vết thương với bông băng này. Ờ thì em rửa qua, em bôi cái kia là bôi thuốc gì đấy? Em bôi cái thuốc và vào mưa chờ, em cũng chả hiểu là thuốc gì. Đâu anh xem nào. Lâu dài. Ra đây, thằng cu sao khóc đấy? Nó ngủ, nó dậy, nó khóc. Ôi, cái thuốc này là thuốc ấy à? Thuốc thuốc nam à, thuốc bắc, thuốc nam à? Một cái em chưa mua bao giờ, thì thấy người ta bán chưa. Thế mua thuốc kháng sinh nhờ, uống nhờ? Mua rồi. Có thuốc uống rồi gì? Thế đây, bây giờ anh bảo xính này, lấy ra rửa luôn đi. Ừ. Em phải rửa luôn. Em rửa đi, lấy ra cái lọ, mai anh vào anh lấy cái lọ to hơn cho. Anh nghĩ là nó mấy ngày rồi thì nó liền rồi. Ừ. Ừ. Đây rửa đi. Rửa đi. Này mình lấy nước để rửa ấy. Ừ, anh dạy bảo cách rửa. Đấy. Đấy, em lấy ra. Cái lọ này hơi nhỏ, anh thì mua và tưởng mày khỏi rồi thì lấy về dự phòng thôi. Anh vào một mình. Anh đi với thằng Huy Béo, nó đang ở trên nhà trên. Hôm nay vào thì bảo đi cùng Pó đi xuống nương là cắt gốc cây. À, gốc cây thì anh. Ừ. Gốc cây đấy là gốc cây gì nhỉ? Mục rồi, nó bị mục rồi. Mục rồi. Ừ. Đem đi bán cho người ta mà. Này là... Đấy là Pentadin, cái thua nước rửa vết thương. Ừ, rửa qua xong là em lấy đổ ra cái bông ấy, nhỏ cái bông ấy. Em thấm vào lau qua bên cạnh đi. Trắng trắng như là anh sợ nhiễm trùng lắm đi. Vợ đâu rồi? Đi bằng ngoài hộ nó làm tí việc. À, đi làm nương hay là làm gì? Hộ nó giặt mấy cái trang. Ông hôm nay trời mưa thì giặt về có khô được không? Nó giặt ở bà đấy có cái bể mà nó phơi. À. Ngoài cái hè. Đấy rửa qua đi. Thế nhá, thì anh bây giờ anh lên nhà Pó đây, không là đi cùng Pó xuống ấy đây. Ừ, cái thuốc rửa cái nhá. Vâng. Thì em cứ ngày rửa 2-3 lần hoặc đi làm về nó mà dính đất bẩn đấy. Vâng. Thì em rửa qua nhá. Vâng. Ừ, rửa xong rồi lấy cái bông lau đi. Vâng. Ừ. Thế anh lên nhà Pó đây. Lên xong tí nữa có gì thì lại xuống nha. Ừ. Đấy, đây này em nhìn này. Cái phân trâu phân bò này nó mà dính vào vết thương ấy là nhiễm trùng rồi là uốn ván đấy nhá. Vâng. Nên là cứ đi làm về rửa thôi, không phải ra đâu, ra đây nó bẩn. Vâng. Nhá. Anh lên trên đây. Ừ. Hai anh em nhà gần sát nhau. Ấy, ông đi đâu về đây này? Chào ông nhá. Ừ. Ông đi đâu về đấy? À, đi oxy à? Đi vừa đi chơi về à? Đấy. Cái gì ông có dây buộc à? Cái này là cái cúc áo đứt hết rồi, ông lấy cái dây về à? Ông lấy cái dây về buộc ở đây này. Rồi ông đi vào đi. Ừ. Đi vào nhà, đứng ở ngoài này mưa. Thế là vợ đi làm, vợ Pó đi làm à? Ở bên nhà bà ngoại à? Bà này không ạ? Bên đây nhà đấy là nhà đi chơi bà ngoài. Bằng ngoài đi chơi bàn đây. Mưa như này không biết có xuống được không? Xe. Ừ. Đi xe thì phải quá sức
Quấn xích á. Nhưng mà trời mưa này bây giờ cho em đi làm thì bắt tội em quá nhỉ. Không sao. Không sao thôi, để anh gọi điện ra ngoài kia xong là bảo với lại cái anh kia ấy là đợi hôm nào trời nắng lấy. Bây giờ mà đi xuống đấy trơn trượt mà làm nó vất vả ra. Ê. Thế hôm trước anh ấy trả cho là 1 triệu đúng không? Ừ. Hai đào hai gốc đấy. Hai gốc đấy dạ, một gốc dạ gốc to là 1 triệu, gốc bé là chưa giả. Ừ, chưa giả. Rồi thì tí anh để anh gọi điện xem nào. Xem là chậm lại muộn 2 ngày. Mai cái trời như này mai vẫn mưa đấy. Quần áo lại buộc như này sao không bỏ nó ra? Bỏ ra nó mới không bị hôi, không bị khô chứ. Ôi, em quấn vào như này thì mùi lắm. Xong lại còn kia kìa, quần áo vợ treo hết ở chuồng trâu chuồng bò. Thế hai con bò này thì một con của em, một con của ai? Một con của anh Xính. À, Xính có một con rồi. Ừ. Bò bây giờ cũng có giá, nhưng mà bây giờ bán đi lấy cái gì để cày nè. Anh ra xem bên đầu nhà, xem hôm trước xem ở bên này nó, cái đoạn tường này nó sắp sạt, nước nó vào nhiều à? Sao không nhờ người chỉnh lại cái máy này đi hả em? Máy này? Ừ. Máy này mình sửa là khó sửa, giờ nó lâu rồi. Mình sửa một cái là nó... Mục đúng không? Ừ. Thế bây giờ làm như nào này? Bây giờ xử lý chỗ kia, nước nó vào đây này. Đây em thấy không? Chỗ kia nước nó sẽ chảy xuống đây và vào cái tường. Bây giờ tường nó sẽ lở đấy. Phía sau là cái cục đá to nhỉ? Đá to này thì không xử lý được rồi. Lấy cái gì hứng nước đây đi. Anh bảo đây này. Hứng nước ở đây này. Em ơi, em thấy không? Cái hứng cái đoạn máng này này cho nó chảy cho nó chảy qua đây ra đây, không nó bây giờ nó chảy xuống kia là vào tường là đổ đấy. Đấy, lấy cái miếng đấy đi. Đúng rồi. Đấy, chặn nước ở đấy cho nó chảy ra đây. Hai cái bình nước này là của nhà em à? Để hứng nước mưa dùng. Nhà em có bể chứ nhỉ? Em chưa. Chưa có bể nước à? Bây giờ là nước dùng để nấu ăn các thứ là dùng từ hai cái bình này à? Ô thế cái kia là cái gì ấy bó? Cái kia là cái lá vải. À, khung dệt lanh à? Dạ. Thế còn hai cái thân cây này. Hai cái này. Ừ. Hai tổ ong. Tổ ong. À. Của em làm hay ai làm đấy? Của em. À. Bây giờ có ong không? Bây giờ? Ừ. Không có. Ong chạy hết rồi. Ừ. Bắt để lấy ong đi lấy mật đúng không? Ong mật. Dạ. Thôi đi vào nhà đi em, trời mưa quá. Cái hôm vừa rồi ấy, hai vợ chồng đi chợ có bán được gì không? Dạ, cũng không bán được. Không bán được á? À? Dạ. Hôm đấy mang gì đi bán? Gừng này. Mang với dễ cây. Dễ cây. Cây dễ. Bởi vì mình lúc đầu thì bà nó đi chợ, nó bảo là cũng có người mua nhiều, nhưng mà mình đi là cũng ít người. Bây giờ đi lại, hôm đấy đi lại không bán được. Dạ. À. Đi không bán được. Ít người mua. Hôm đấy bán được hơn 100.000 nhỉ. Hay đi hôm ấy đi là vượt qua đi bộ từ đây sang Má Tỉa. Chú anh đón kia đi từ đây sang đấy cũng béo phải. Bây giờ đi bộ từ đây sang bên đấy bao nhiêu cây? Bây giờ cho em đi đồ hết ngày. Hết ngày. Có đồ bên kia đâu mà. Đâu? Đâu hả? Bó. Đường đi bộ là
qua chiếc cửa nhà này đúng không? Vâng, đi thấy cái đỉnh đầu bên kia rồi. Bên này anh ơi. Đâu? Bên này à? Anh quên mất không hỏi này. Hôm đấy đi bán được gì không? Nghe hôm đấy đi đâu? Đường đi là mình ờ, nhỉ. Đi đi mua hoa tươi. Đi mua hoa lửa. Hoa lửa. Ô mưa mưa nha thì đi làm được gì được gì? Đi lấy cỏ hay đi đâu? Đi ra đường mà đi chợ ấy là mình đâu đi đường nào chỉ cho mọi người xem nào. Vào đường này vào đây đi qua đây đúng không? Vâng. Em đi qua đây vòng qua kia. Vâng, vòng qua kia xong đúng rồi. Đi với đi qua cái thung lũng dưới này. Vâng. Rồi đi lên cho cái điểm đầu ngón tay anh kia đúng không? Vâng. Đấy, đầu ngón tay mình kia mọi người nhá, đấy là điểm trường học. Đi bộ qua đây. Tính sơ sơ thì nó nói chung là quãng đường thì không thể hình dung bao nhiêu nhưng mà cái quãng cái leo hai quả đồi rồi. Đấy ở phía tít ngoài kia này. Đấy, cái rừng đa mà ở trên video trước em đón là bó đấy. Là ở đây chính cái đầu ngón tay em này. Thôi đi. Đi đến đường góc cây đa. Đường đa cái là ra để một nửa đi ở chợ. Một nửa xuống chợ rồi. Ừ. Thế thì nó rơi vào khoảng đi bộ mất 8 cây. 8 cây đến cái rừng đa và từ rừng đa ra 6 cây, 14 cây. Đấy, vào cái có tác dụng ngay đúng không? Đâu bị làm sao, không có bị làm sao? Quá. Và cắt xuống cây. Đâu anh xem nào. Cắt cỏ. Yeah. Ờ, bị cái liềm cắt tay ở ui này. Cái này là nhiễm trùng rồi đấy. Đấy, lên cái nước rửa đi. Yeah. Ừ. Em lấy cái lọ thuốc đi. Yeah. Lấy cái cắt, không phải lấy cái gì, cắt cái đầu này, cắt cái đầu đi. Hôm nay vào thì mua cho bó với lại xính hai anh em mỗi người một bộ thuốc sát trùng và bông băng để phòng những cái khi mà làm việc nó bị thương ấy thì sử dụng. Thì hôm nay vào thì đây xính thì dùng rồi, hôm nay về bây giờ vợ bó đi đi đâu về thì lại sử dụng luôn. Đấy, lấy cái bông lau đi. Đi làm về hay là như nào ấy, bị thương là phải bôi ngay nhá. Ừ, lau qua. Đấy, em lấy cái bông lau đi. Không cần phải quấn băng đâu, cái băng kia là để trường hợp những là những cái vết thương hở lớn ấy thì em quấn biết chưa? Ừ, quấn cái kia vào. Không vào ở đây em nhìn này, trước cửa nhà em này, xung quanh này toàn là phân trâu phân bò nó uốn ván đấy. Thế thôi, trời mưa như này thì chắc không đi lấy được gốc cây rồi. Thì anh chắc anh đi về sớm thôi. Ừ, sớm thôi, xong là hôm nào ngày mai hoặc ngày kia trời tạnh mưa thì anh quay vào nhá. Ừ, vào thì là anh Hoàng Nam có gửi anh một ít tiền để vào làm một bữa cơm trong gia đình nhá. Thì là anh sẽ mua thịt gà với thịt lợn vào. Ừ, nhá. Ừ. Thôi, còn cái cưa này là anh để lại đây nhá. Cưa này anh mượn về thôi, chứ mà anh để lại đây khi nào trời nó nắng ấy thì anh vào xong anh em mình đi xuống dưới đào để mang cho người ta. Ừ, đấy. Đấy anh cũng bảo gọi điện cho cái anh đấy rồi. Ừ, gọi cho anh Hiếu rồi. Bảo anh Hiếu là lấy chậm 1-2 ngày thì anh Hiếu đồng ý rồi. Ừ. Người ta cần nên lúc đầu anh định bảo là xuống được thì xuống nhưng mà em nói đường khó như thế thì thôi anh bảo người ta chậm 1-2 hôm nhá. Ừ. Đường giờ đi thì hơi khó. Khó chứ. Tầm 1 ngày mới khô. Ừ. Thế đấy lấy lau vết thương cho vợ chưa? Rửa đi, rửa 1-2 lần đi. Cái này là bị mấy ngày rồi? Mất sầu một chiếc trăng luôn này. Cái này chưa chua, nó chả không.
Có sót không? Hả, Mỹ? Sót đúng không? Đấy, nó bị nhiễm trùng rồi đấy. Được rồi, được rồi, được rồi, lấy cái bông lau qua. Nó vết thương thì loang hết chỗ đấy rồi. Anh thấy nó bắt đầu có hiện tượng là loét. Đây. Đấy. Sao? Làm sao? Cái này đi chợ nha, anh bảo nhá, thằng Xính nó đi mua thuốc, không biết nó mua thuốc gì ở chợ bằng vàng cứ bôi vào ấy. Rồi cái này cứ dùng cái thuốc này rửa là tốt nhất, biết chưa? Đừng nhỏ cái thuốc gì vết thương hở. Đấy. Ông lại hút thuốc lào à? Bảo ông hút ít thuốc lào thôi nhá. Ừ. Thế thôi nhá, anh đi về đây. Rồi. Phía đi đi phía đây. Chào anh. Ừ. Chào Pó nhá, hẹn hôm khác nhá, hôm chắc một hai hôm nữa nó vào. Tạnh tạnh mưa là anh vào đi cùng xuống lấy cây. Bởi vì anh vừa bảo người ta rồi. Ừ. Nhá. Bởi vì đường đất thì đi khó. Ừ ừ, thế nhá. Ừ. Tôi video của em ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ anh em Huy Béo nhé. Để cùng anh em Huy Béo đồng hành giúp đỡ gia đình em Pó và ông nội cũng như là mọi người, bà con ở vùng biên giới ở trong thôn Ma Xí này nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.